Hơn 3 tháng kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát trong cộng đồng lần thứ tư, cũng là ngần ấy thời gian lực lượng tuyến đầu, trong đó có các chiến sĩ công an, phải tạm gác việc riêng để góp sức chống dịch. Trước thực tế đó, Công an huyện Bến Lức trích quỹ Ước Mơ Hồng như là nghĩa tình nơi tiền phương, trao gửi đến thân nhân cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn. Sớm có chở con đi bác sĩ không? Có. Đo bao nhiêu độ vậy? Hơn 39 độ, mình không thể uống thuốc hả? Rồi gán lo cho con nha, lau người cho con thường thường á. Rời quê Trà Vinh đến Long An nhận công tác tại Công an xã Long Hiệp, huyện Bến Lức từ năm 2017 đến nay. Trong đợt phòng chống dịch này, Trung úy Nguyễn Hoài Ân được phân công tham gia ở các chốt kiểm soát cũng như hỗ trợ các điểm tiêm ngừa, xét nghiệm COVID-19 cộng đồng. Mặc dù con gái chưa đầy tuổi, nhưng 3 tháng qua, do dịch bệnh diễn biến phức tạp, anh chưa được về thăm con lần nào. Đã một khi là vào ngành thì mình sẽ tận tâm phục vụ. Khi xa quê thì mình cũng vẫn nhớ vợ con, nhưng mà mình an tâm công tác. Nếu mà nói về gia đình thì chưa có an tâm. Nhưng mà thật sự nhiệm vụ của mình là phải hoàn thành để đảm bảo cho công cuộc mà chiến thắng đại dịch của địa phương mình. Trung úy Nguyễn Hoài Ân cũng là một trong 60 cán bộ chiến sĩ được Đảng ủy Công an huyện Bến Lức trao quà động viên nhằm chia sẻ khó khăn về điều kiện công tác xa quê. Đảng ủy Công an huyện đã trích một phần nhỏ quỹ Ước Mơ Hồng gửi đến gia đình các đồng chí. Thông qua đó, gửi đến tiền phương các đồng chí lời nhắn nhủ: hãy vững tâm và tiếp thêm động lực đối với những người con, người chồng đang tham gia chống dịch tại Công an huyện Bến Lức, để cho các đồng chí này có thêm nguồn động lực luôn xung kích đi đầu cùng với Công an huyện Bến Lức chiến thắng đại dịch Covid, góp phần cùng huyện Bến Lức sớm đưa cuộc sống của người dân vào cuộc sống bình thường. Được thành lập từ tháng 5 năm 2019, Quỹ Ước Mơ Hồng do Đảng ủy Công an huyện vận động đảng viên, cán bộ, chiến sĩ ủng hộ tùy khả năng của từng người. Đến nay, tổng số tiền góp quỹ gần 150 triệu đồng nhằm kịp thời hỗ trợ học bổng cho học sinh tiểu học và mới đây là hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ để các đồng chí tiếp tục quyết tâm cùng lực lượng tuyến đầu chiến đấu trong cuộc chiến không tiếng súng, đem lại bình yên và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Bản thân cũng có vợ là trong ngành công an. Vợ cũng lúc nào cũng quan tâm, động viên, chia sẻ, cũng hiểu được hoàn cảnh của chúng tôi, của tôi. Nên đây là một cái hậu phương vững chắc để tôi hoàn thành nhiệm vụ. Riêng thì bản thân thì cũng có 2 người con, học lớp 9 và lớp 6. Thì tâm trạng người làm ba khi xa con thì lúc nào cũng nhớ. Thì hàng đêm, thỉnh thoảng thì điện về, động viên con trong thời gian này phải thực hiện nghiêm các quy định, chẳng hạn như là nguyên tắc 5K, không đi ra ngoài, rồi đồng thời động viên con phải là ráng học tập. Alo, con đang làm gì vậy? Con ở nhà phải ráng ôn bài để thi lớp 9 nha không? Dạ, và phải nghe lời ông bà với mẹ, đúng không? Ráng cố gắng giữ gìn sức khỏe. Dạ, cảm ơn. Dạ, bà ở trên mạnh khỏe. Các bác, các chú của mình khỏe luôn. Chúng ta chống dịch Covid, hết dịch sẽ được thi. Ba mong con sẽ cố gắng, nếu mà thi đậu thì sẽ có phần quà tương xứng dành cho con nha. Dạ. Thôi, bye bye con, ba làm nhiệm vụ tiếp đây.